không còn vị Phật nào mà xuống thế gian này để bây giờ đã cứu đời hết. Thành ra đò chiều chiến chót gần tất bến, trần chờ lỡ dịp ắt chơi rơi bà con ơi. Chiến chót rồi, chiến chót của ông Phật mà chiến chót của mình luôn. Đó, ông Phật là không còn ông Phật nào mà xuống đây mà dạy dạy cứu mình nữa, dạy đạo mà cứu đời mà để gặp cái tai nạn mà ông cứu mình nữa. Chỉ Đức Quỳnh Lễ Chủ là ông Phật chót của cái đời hạ quan hạ này, chứ không còn ông Phật nào xuống nữa. Thành ra đó, đò chiều chiến chót rồi, ổng gần đến bến rồi, bà con hãy ráng đi, ráng nghĩa là nghe lời ổng mà thức tỉnh ăn chay niệm Phật tu hành. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thân cái kính chào tất cả bà con đồng đạo nam nữ lớn nhỏ xa gần và trong nước ngoài nước thân mến. Hôm nay hội đủ nhân viên, tôi với chú Văn Hiếu với chú Quốc Hiệp rồi đây. Nguyễn Hiệp rồi đây cũng trở về đây để chia sẻ với bà con đồng đạo mình qua một đôi điều Phật pháp. Nhưng mà nói về đạo đức thì tôi hiểu cũng ít chứ không có nhiều. Nhưng mà thấy cái thời kỳ này á, dịch bệnh chiến tranh khổ sở rồi là bà con ta cũng thức tỉnh, ta cũng tu hành dữ lắm. Thành ra cái chỗ này á, mình cần có bổn phận để dắt chỉ cái đàn hậu tấn trẻ sau này, cũng như mấy người hồi trước giờ chưa có tu, lo làm ăn chưa tu, với hai là những cái số người nhỏ mà mới tấn lên, bây giờ nghe nói cái chuyện đó là hùm tha sáu bắc, là cái chiến tranh khổ sở chết chóc thì ta sợ. Rồi những đó phát nguyện sớm mà tu hành, tôi cũng thương cái tớp đó dữ lắm, nên nguyện chia sẻ với cái tớp mà bà con mà mới phát tâm tu hành còn trẻ đó, để nó lên bà con nghe, để bà con dưỡng trí để tu hành thêm đó. Chứ trong cái sự đạo pháp á, thì nó phải, thầy có nói đó là một lời nói của thầy ra đó có ý nghĩa thâm sâu lắm nó, chứ không phải là mà phải hiểu cái nghĩa làm theo mới đúng. Mà thầy đã nói đó, chuyên chú nghĩ si từ nét dấu, nó từ nét lời dấu của thầy nói trong kinh cỡ kê cỡ giảng thì cũng có cái ý nghĩa hàm sâu, là xa về cái ý tứ của cái việc tu hành. Thành ra mình phải mổ xẻ chỗ này đó, mà phải tìm hiểu nghĩa mới làm theo đắc đạo, chứ hiểu cái nghĩa mới làm theo mới được, chứ còn không có hiểu nghĩa thì làm nó trật rồi, nó không có đúng vào cái giáo phép của thầy dạy thì thành ra tu cũng không có đúng nữa. Mà cái sự tu hành của mình á, cái tâm mình phải mỗi bỏ hết, không còn cố chấp nữa bà con ơi. Chứ tu còn chấp, một là còn chấp nhất, thì chấp đâu thì kẹt đó ha, chấp chỗ nào thì kẹt chỗ nấy à. Cái đạo nó thì thông thả, cái tâm của mình cũng phải thông thả như cái đạo vậy đó, không có cái gì bó buộc cái đạo được hết trơn á, không có ai mà làm cho cái đạo này ngưng trệ được hết trơn á. Chỉ ngưng trệ một thời gian rồi cũng phát huy ra là dài nữa. Rồi cái tâm mình á, muốn tu theo cái đạo của thầy đó, phải xả bỏ hết, không còn chấp một gì hết. Cái chấp là cái kẹt à, nhiều bà con đầu đạo chấp quân tinh sĩ thì kẹt thì thôi à. Mà thầy đã nói đó, chữ nhân ngã cũng là quá gắt, ta chớ nên phân biệt với người đó. Mình còn cái nhân ngã còn phân biệt với người ta mà mình còn chê người ta, rồi có nhiều ông chữ tinh sĩ luôn, thì cái điều này quá tội lỗi rồi. Thành ra ông Thánh ông nói đó, khi thiên thì tắc tợ, khi nhân tắc tợ khi thiên, nghĩa là khi người là cũng khi trời đó. Mà khi dành chúng những cái bậc Bồ Tát hay những bậc thánh tiên đồ đó, thì còn tội lỗi nhiều nữa bà con ơi. Thành ra mà bà con mổ xẻ bà con ở chỗ này, có không ưa không thích tinh sĩ thì đừng đọc giảng ổng, đừng nghe lời ổng, mình cứ việc tu theo thầy đi, chứ đừng có đụng chạm với ổng. Còn ai có thích có thấy mà đọc mà thấy ổng dạy đúng đắn á, thì cứ việc phấn chấn làm theo, so với giảng của thầy, nếu hợp với giảng của thầy thì cứ làm theo đó. Đó. Còn đây á là bởi vì Đức Phật thầy Thế An trước khi ngài lâm phàm năm Kỷ Dậu 1849, rồi sau này được nhà vua Tự Đức mà cho ngài về núi Sam, nghĩa là mới cạo đầu ở núi Sam để mà truyền phổ hóa tại đó, thì ngài có viết ra hai câu liễn. Ngài nói là Phật pháp hoằng dương khai ngũ hệ, thượng quân tái tạo kiến thanh bình. Đó là ngài dân lệnh của Phật Tổ Đức Phật Thích A Di Thích Ca, Đức Phật Di Đà và Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, và Đức Minh Vương và Đức Quan Âm xuống đây để chuyển lại năm cái xác
để phổ hóa nhân sanh trong thời kỳ chót, chứ không còn một vị Phật nào mà ra đời trong lúc này nữa. Rồi tới đời Đức Phật Thầy Thế An Viên Trịch thì đến ông Phật Trùm. Đó, ông Phật Trùm á, tên thật là Ta Buôn, người Miên, nhưng mà cái sóc ra sóc Miên à. Rồi một hôm á, tự nhiên ngài mới chết đi. Chết đi thì sớm trời mới tính là liệm sáng liệm là đem đi thiêu. Thì bỗng nhiên sáng ngày tỉnh dậy, mà lúc này ngài tỉnh lại có cái sự khác thường hơn bao nhiêu người ở trên thế giới này. Ổng là người Miên, nhưng mà sau khi ổng sống lại rồi thì ổng nói toàn là tiếng Việt không, chứ không có nói, không có biết tiếng Miên nữa. Rồi ổng nói tiếng Việt, rồi ổng chỉ dạy con ổng ăn ở theo cái phong tục của người Việt Nam đó. Rồi ngài á cũng là viết kinh giảng, cái cuốn giảng là viết cầu bóng tùng đó. Rồi ngài chỉ dạy chúng sanh, rồi cái xóm Miên đó cũng thấy ngài á có cái quyền diệu, rồi ngài là sống lại rồi ngài đi trị bệnh cho người ta đó. Rồi á, ngài trị bệnh cho người ta rồi á, ai có bệnh thì ngài lại trị rất hay cho người ta, giúp đỡ cho là bá tánh hết bệnh cũng nhiều. Rồi người ta cảm ơn đức đó mà ta đi lợi đến ngài của ngài mà trị bệnh, rồi ngài viết kinh giảng ra người ta xem, là coi người ta để tu hành. Đó là cũng một vị Phật thứ hai. Qua vị Phật thứ ba là Đức Phật Bổn Sư, ngài mở đạo tại núi Tượng, là cái chùa ở núi Tượng đó. Rồi ngài mới là chỉ dạy cho trong cái phái của ngài đó, là mở cái đạo của ngài là Tứ Ân Hiếu Nghĩa, mới truyền dạy về cái đạo nhân. Đạo nhân là nhân nghĩa lễ trí tín đó, để dạy con người trước là đền xong ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào nhân loại. Đó là cái đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Rồi người vị nào tu về tiên thì Phật cũng có pháp môn ngài chỉ cho thành tiên Phật nữa, chứ không phải không. Rồi trong khi này đó là có mấy đệ tử ông là các vị ông Gánh, ông Phan ra ông Gánh cũng như hậu trưởng bên giáo lý Phật giáo Hảo gì đó, trong đạo Phật giáo Hảo gì đó, cũng ganh từ cấp bậc bậc rồi để chỉ dạy. Nhưng mà đặc biệt là Đức Bổn Sư, ngài có gỡ được một cái yếm ở trên núi. Lúc đó thì ngài biết là thằng Tàu nó yếm mình, nó yếm cho Việt Nam mình không có nhân tài, không có người nào tài giỏi, không có vua luôn, đặng mà nó độc bá nó cai trị nước Việt Nam mình mới được. Thành tới khi Đức Phật Thầy Đức Bổn Sư ngài ra đời rồi thì ngài biết, ngài mới kêu tất các ông Gánh đó với các vị đệ tử đó cũng lợi mười mấy hai chục người đó, đi theo ngài. Rồi mà ngài mới lợi chỗ đó trên núi đó, cặp trường núi đó, ngài mới chỉ đây nè, thằng Tàu nó yếm mình nè, yếm đất nước Việt Nam mình nè. Rồi nó yếm rồi xong rồi lấp lại rồi nó chôn, nó trồng cái cây lên. Lúc ngài lợi phá là cái cây bự vậy nè, bự tổ vậy nè, chứ không phải nhỏ đâu. Rồi đầu là suốt cả ngày trời vậy đó mới phá được cái cây đó, lật gốc lên đó. Rồi ngài á lật gốc lên rồi á mà đào xuống lấy cái yếm, khi yếm là cục đá, rồi có là khắc chữ trong đó đó. Rồi ngài chỉ cho tín đồ ngài đó là thằng Tàu này yếm mình. Đó là qua giai đoạn của là ông Đức Bổn Sư. Mình chỉ nói xương sơ lược qua mấy cái đại khái thôi. Ông á là Đức Phật còn ngài cũng có đi lên Miên bắt cá nữa chứ. Rồi ngài có làm lưới bắt cá đồ nữa, nhưng mà ngài dạy tín đồ một thời gian rồi ngài vắng bóng. Thì lúc ngài vắng bóng đó, ngài có truyền đệ tử là khi ta viên tịch rồi, nhà ngươi sẽ để cái xác ta trong chùa, không chôn, nhưng phải canh giữ xác ta cho đàng hoàng tử tế, rồi sau này ta trở về. Thì trong lúc đó đó, mới đầu á ở để cho chùa núi Tượng chưa mà chùa gì ta bủ, thì lúc đó đó thì ban đầu thì các ông á còn canh giữ cẩn mật nha. Rồi sau này một ngày lâu lâu một hai tháng sau cái thì canh lơ là, thành ra phải văng cái mùng để ổng trọng á tấn lợi. Thì canh lâu cái thời gian lơ là cái chuột nó cắn cái trái tay ổng đi ha, cắn cái trái tay ổng. Thì các ông Gánh ở các chùa khác
mà lại trách thần mấy ông này. Sao mấy ông hả mà để cái xác của thầy mà bị chuột nó cắn như vậy? Mấy ông canh giữ không có được rồi, để tôi thảnh cái xác của thầy về đặng tôi canh giữ tôi làm, chứ mấy ông làm gì thất bại dữ lắm rồi. Hai bên luôn cãi dằn cãi với nhau. Thì lúc đó có một ông cọp ở ngoài chạy thẳng vô, thì mấy ông này là gặp cọp lại là quá hết hồn sợ rồi chạy tản hết trơn. Thì ông cọp ông vô á, ông mới cõng cái xác của bổng sư ông đi luôn tới giờ. Đó, đó là cái sự tôi biết như vậy thì nói vậy, biết cái nào tôi nói cái nấy ha. Rồi á ngài đi luôn tới giờ, chứ bây giờ á quý vị xử coi, lỡ cái chùa Tam Bủ mà hỏi là tín đồ hiếu nghĩa coi có ai có biết cái xác của cái mộ của ông bổn sư không? Không có. Cọp cổng đi mất tiêu rồi, ông gì đi giấu đâu hết, đi cắt đâu mình không biết. Đó, đó là qua một cái vị là thứ ba. Vị thứ tư nữa là ông sư giải bán khoai. Tại sao kêu sư giải? Theo cái nghĩa của những cái cô bác lớn tuổi đó, hồi nhỏ tôi cũng có nghe không biết, rồi tôi cũng có hỏi, rồi cô bác lớn tuổi nói ông sư giải, chữ sư là có nghĩa là thầy, là đàn ông. Chữ giải là đàn bà, là mấy cô giải. Mà tại sao ghép lại là sư giải? Thấy không? Thành ra mình mổ xẻ ở chỗ này cho bà con hiểu xin chút chỗ này nữa. Bởi vì ông này Đức Bổn Sư, ông sư giải thì cái hình mảnh mai nhỏ con, hơi cao một chút mà nhỏ con, thành ra là ông thẩm người ta coi như kêu là mảnh mai cũng như bà giải vậy đó. Ông sư mà bà giải, thấy không? Đó, cái hình mảnh mai cũng giống như đàn bà vậy đó, cũng như cô giải vậy đó, ta kêu bằng sư giải đó. Cái tên đó mà bây giờ mấy là đồng đạo mới kêu luôn tới giờ, đó là ông sư giải. Ông sư giải này á là ông thường xuất hiện năm 1901, ông xuất hiện tại kinh Vĩnh Tế. Thì ông chỉ có cái khuyên bà con chèo ghe giữa bán khoai, và khuyên bà con nên thức tỉnh ăn chay niệm Phật làm lành mới sống còn, để sau này á, thời gian sau này á mà nếu không tu á thì xác thân này mất rồi á thì cái hồn mình có được làm người nữa không? Nếu không tu thì làm sao được làm người? Nếu làm hung ác thì đào thai xuống loài, trong đi hung sáu đường lục đạo, làm tay làm thú vật tất cả các loài, thì ngàn muôn kiếp bà con mới tu mới trở lên cái loài người được. Nó lâu lắm, nó khổ sở lắm. Thành ra ngài mới chỉ dạy cho bà con vừa bán khoai mà vừa khuyên bà con tu hành, mà vừa ông vừa trong cái hai năm đó đó, 1901 1902 thì ông vắng bóng. Thì trong thời gian đó là ông có viết ra cái quyển 11 hồi của ông sư giải bán khoai mà để truyền tụng cho đến bây giờ. Trong 11 hồi của Đức sư giải bán khoai là cũng chỉ dạy phương cách tu hành, cũng chỉ dạy cho mình đền ra đáp bốn ân, hiếu thảo cha mẹ ông bà, đền ơn đất nước, đền ơn tân bảo, đền ơn đồng bào nhân loại. Và chỉ dạy thêm một cái là bà con phải rèn lòng ngay thẳng tu hành, trừ được cái lòng tham. Mà ngày bán khoai ngày rau đó, nào khi sư giải bán khoai trên kinh Vĩnh Tế ai cũng làm, mặt tân tôi chẳng biết cầm, quê mùa dốt nát âm thầm biết chi. Đó, ngày bán khoai mà vẫn quê mùa dốt nát, cái tánh ngài như làm như vậy đó mày biết hết trơn á. Nhưng mà ngài giả hiền, ngài làm hiền từ, ngài giả là ngài không biết gì đó. Ai kêu khoai vô rồi cô cứ cân đi, thí dụ 1 ký nó 5 đồng thì cân 10 ký trả 50 đồng, mà 10 ký trả có 20 đồng à, còn 3 đồng không trả thì 20 này thiếu nấu thành phai, còn 30 kia thành đá. Đó là cái màu nhiệm đó. Bởi như vậy đó dân chúng mới thấy mấy quảng kinh sau này á, ổng chèo ghe là cái như là không có người nào tham gia hết đó. Rồi có số người mới đầu á không biết đó thì á là cân rồi á là lui đông nhiều người cái rồi sách như khoai lên luôn không trả tiền. Đó có là số người tham, còn số người cân 10 ký trả 5 ký cũng có vậy, thì nấu phân nửa phai phân nửa đá. Còn ai mà mua 10 ký là nấu trả tiền 10 ký thì lên nấu toàn là phai không. Đó là một cái quyền diệu ổng làm thức tỉnh bà con ta, bà con chúng sanh. Bởi vậy sau khi ngài thì ít có trị bệnh lắm, phương pháp ngài trị bệnh ngài chỉ viết giảng với chèo ghe khuyên người tu hành thôi. Mình đứng đây có phải là đang ở trên rồi đó. Cái sông này đó là cái đầu của sông Vĩnh Tế mà chạy dài xuống chỗ ra biển luôn đó.
là cái kinh Vĩnh Tế đó, là cái kinh Vĩnh Tế này là hồi đó là ông Thoại Ngọc Hầu khởi công khai đào là già dữ dữ đó, dân chúng chết vì cái kinh này cũng dữ lắm, bị hùm tha xấu bắt nè. Ở đây là hùm tha nè, cọp ăn nè, cọp tượng voi hùm gấu đồ ăn. Còn khi trốn về á, không bằng sâu được, trốn về đó thì qua Dàm Nao thì bị xấu xấu nuốt. Hồi đó là tre này nè đóng và kết bè lại, đặng gió xuôi đó, đặng gió xuôi qua bển đó, đặng mà đi qua bển rồi giữa sông á, rồi là ổng chở gió lại cái lên trên chính giữa, rồi là xấu nó lại, nó rè cái đu lên trên này, nó gần cái là rớt cái sông Trung Quốc, thấy không đó. Thành ra cái khổ não hồi nước kinh Vĩnh Tế là chết nhiều người, còn mà những người đào tại đó thì bị đói khát, rồi bị là mà bệnh gì sốt rét rừng đó. Đó lạ nước lạ non, lạ cái phong khí, rồi bị sốt rét rừng, bị hồi đó là rừng bụi không à, đâu có ai mở cửa, đâu có ai khai phá mà làm trống rãi như bây giờ. Thành ra chết chóc vì cái gì bệnh ở đó cũng dữ lắm. Rồi cái lớp mà cọp beo hùm gấu nó ăn thịt nữa đó, thấy chưa. Thành ra cái chỗ đó đó cũng bị dân quả mà trả đó, chứ không phải là với người hiền thì đâu có bị cọp ăn. Nếu không có tạo nhân thì mà tạo có đi nữa, bây giờ tôi thức tỉnh tu hành thì tôi cũng làm có phước đức thì cũng được phước đức che chở, đâu có bị cái nạn hùm sa xấu bắt đó. Thành ra đó rồi khi ông sư giải bán khoai rồi khuyên người tu hành, có tôi được nghe một khúc này, có ông đó ổng khùng, ổng mệt hơn tưởng vậy đó, rồi ổng cầm cái dao ha, ổng cầm cái dao, cái ở xóm đó là không dám ai lợi hết, nhà ổng là không ai dám lợi hết, ổng tưởng mát khùng khùng mà ai á là gặp ổng thì lợi là chạy chỗ khác không dám. Nhưng mà bữa đó Đức Sư Giải bán khoai, ngày mới treo ghe tấp vô cái bến đó, rồi người ta ở xóm thì nói trời ơi ông ơi, ông đừng có lợi đó, thằng đó nó khùng, nó cầm cái dao trong tay đó, thằng đó nó khùng, nó mát, nó chém người ta hoài đó, ông đừng có vô. Ông nói không sao đâu, để tôi lên. Ông lên rồi á là ông đem khoai cho chú, cho không cho không có bán, đem khoai cho chú. Rồi nó nói thôi, cái nghiệp của chú á, tại vì chú không biết tu thì ra cái nghiệp của chú á, nó mới đòi chú khổ sở như vậy. Rồi ông lên ông đưa thuốc cho uống, nè chú uống hết viên thuốc này đi là chú hết bệnh, thôi từ đây chú tới hiền lành lại ngang, ráng mà tu hành ngang. Rồi ông nói như vậy là ông xuống ra ông chạy đi. Thì từ từ là cái ông này hết khùng luôn, bình thường như mình luôn, là ông này tu luôn. Đó, thấy một cái quyền diệu của Phật. Đó, là cái người có căn lắm đó, được Phật mới tới chỗ cứu đó nha, chứ không phải tầm thường nha. Chứ không phải mỗi người mà mỗi được ông mà cứu vậy là có căn duyên là vinh hạnh lắm đó. Đó. Thành ra khi mà ông là chèo qua đi bán khoai, rồi ông là khuyên người ta tu hành, rồi ông viết ra cái cuốn 11 hồi, rồi qua 1902 thì ông sư giải vắng bóng. Nhưng mà vắng bóng lúc nào thì kinh sách không có để là lúc nào hết, tháng nào hết, thật ra mình không biết, chỉ vắng bóng năm 1902 thôi. Thành ra ổng dạy đời được 2 năm, trong 2 năm đó thì mình không biết đủ 2 năm hay là chưa đủ ha, thôi mình kể như 2 năm thôi đó. Rồi sau lại đó là từ năm 1902 cho đến năm 1939, tức là 37 năm sau, Đức Huỳnh giáo chủ mới là xuống thế gian để mà chuyển cái kiếp lại để là thành cái xác của Đức Huỳnh giáo chủ, mà để là ngày 18 tháng 5 đó, ngày mới ra đời để khai sáng mà đạo Phật giáo Hòa Hảo cho đến bây giờ. Đó là vị Phật thứ năm, là cũng xác của thầy, của Đức Phật thầy không à, nhưng mà chuyển ra 4-5 kiếp vậy đó. Đó, nhưng mà cái kinh Vĩnh Tế này đó thì thầy cũng cho mình biết là cái kinh này là của ông sư giải bán khoai nè, chèo ghe trên kinh Vĩnh Tế mà bán khoai. Thành ra đức thầy cũng nói đó, cảm thương ông lão bán khoai vì thương dân chúng chẳng nài nắng mưa. Câu này dắt chuyện lắm xưa đó, ngài dắt cái lúc xưa đó, đây trên 100 năm đó, thành ra mới gọi là xưa, thấy không. Bất cứ cái sự gì trên 100 năm kêu gọi là xưa. Cái đồ mà 100 năm sắp lên kêu bằng đồ cổ, dưới 100 năm chưa kêu bằng đồ cổ. Đó, cái này là phân định rõ ràng, là tôi đọc trong sách là vậy đó.
Thành ra nếu muốn làm người xưa là phải 100 tuổi sắp lên là người xưa rồi đó, chứ 100 tuổi không được. Mà cái đồ gì mà lâu đời nhưng mà trên 100 năm kêu bằng đồ cổ rồi. Thấy không? Thành ra đó. Bây giờ đó, như vậy đó là tôi nhìn bài về xong. Là đức thầy mình, đức thầy mình là dùng tam độ nhất như. Nghĩa là một là trị bệnh. Để gây cái thiện duyên với là chúng sanh. Thấy chúng sanh đau bệnh khổ sở vì trả quả, vì là thời tiết, vì dịch bệnh. Thành ra thầy xuống đó để dùng giấy tiền vàng bạc, giấy vàng với nước lã, thầy độ. Rồi có người nào mà khùng thì thầy buộc bằng giấy chuối, chị cũng dẫn hết bệnh khùng. Rồi là cái người nào bệnh là thầy cũng lại cho cũng hết. Ở đây mình nói xương xương thôi, chứ mình nói nhiều chuyện quá thì không có thời giờ. Thành ra thầy độ bệnh rồi gây cái thiện duyên với chúng sanh, rồi sau này ngài mới ra kinh giảng. Ngài mới viết là 5 cuốn giảng, 4 cuốn sau là quyển là thứ 5 là nói về tiểu sư Đức Phật Ca đó, là quyển thứ 5. Rồi là những cái thi thơ mà các nhà ổng khi ngài ra đời rồi, bởi vì cái sự học của ngài á là trên tiểu học à, thành ra cái sự học vấn ngài ít mà này còn trẻ nữa. Rồi các vị bồ đồ nho trong làng, trong xã, trong tỉnh thấy vậy không có phục ngài. Ông còn trẻ quá mà cái sự học hành của học vấn của ông là có tiểu học trở lại thì đâu có hiểu biết cái gì nhiều đâu mà ông là ra cái mối đạo lớn lao như vậy. Thành ra mới đem thi thơ lại hỏi ngài, rồi ngài vẫn đáp trôi trải. Và khi ngài trả lời lại là tất cả các vị đồ nho đó là thán phục luôn đó, mới tôn trọng rồi là phục ổng mà quy y làm đệ tử của ông luôn. Mà nhiều vị lắm chứ không phải một vị, đây mình chỉ kể xương xương qua vậy thôi đó. Ngài ra kinh giảng, rồi ngài trị bệnh, rồi ra kinh giảng độ đời để là chỉ dạy cái pháp môn mà tứ ân. Ngài lấy căn bản tứ ân làm cái gốc, rồi truyền cho chúng sanh trong tín đồ để nghe mà thức tỉnh giác ngộ tu hành. Thành ra cái sự này á nó màu nhiệm như lắm, bởi vì ngài đây á một vị Phật mà vị Phật chót rồi, không còn vị Phật nào mà xuống thế gian này để bây giờ đại cuộc đời hết. Thành ra đò chiều chiến chót gần tất bến, trần chờ lỡ dịp ắt chơi dơi. Bà con ơi, chiến chót rồi, chiến chót của ông Phật mà chiến chót của mình luôn. À, ông Phật là không còn ông Phật nào mà xuống đây mà dạy cứu mình nữa, dạy đạo mà cứu đời mà để gặp cái tai nạn mà ông cứu mình nữa. Chỉ Đức Quỳnh Giáo Chủ là ông Phật chót của cái đời Hạ Quan Hạ này, chứ không còn ông Phật nào xuống nữa. Thành ra đó, đò chiều chiến chót rồi, ông gần đến bến rồi, bà con hãy ráng đi, ráng nghĩa là nghe lời ông mà thức tỉnh ăn chay niệm Phật tu hành, chứ để mà qua thời kỳ này đó, qua thời kỳ này khó gặp đặng ta, không gặp thầy nữa đâu. Thầy về Tây Phương rồi, thầy hưởng cảnh an nhàn bển rồi. Chúng sanh mình á là người nào hung ác là phải tiêu diệt hết, chết hết, rồi đưa cái người hiền lên sống ngôi thượng quân thánh đức, rồi khai mở hội Long Hoa nữa, thì là cái thế giới này trở lại cái thế giới an hòa, tâm họ đời an lạc, chừng ấy xe tiên mới thấy dép vậy đó. Cái thế giới này trở lại cái thế ôn hòa, cái thế an bình thạnh trị rồi, chừng đó chúng sanh không còn đi chuồng, đi ghe, đi chèo, đi máy gì hết trơn á, đi bằng thần thông không hả? À, thở xưa quả địa cầu rất tốt, đất bằng vàng, thảo mộc bằng châu, người nào cũng rất sống lâu, an vui chứ chẳng khổ sầu được chi. Bây giờ đến lúc nè, ban sơ lập lại nè, khó tránh kỳ biến hoại. Hải Di, đây là một trường thi, ai rơi ai đậu trong kỳ này đấy đó. Nếu mình ra tu hành thì mình đậu thì mình trở được thấp nhất cũng sống qua đời thượng rất là sống 10.800 tuổi. Còn nếu mình tu hành pháp môn Tịnh Độ Di Đà thì cái ngày giờ mình chết thì được Đức Phật Di Đà và Thánh Túng trước mình về cực lạc. Mà cái người nào không được Đức Phật cái Di Đà mà cứ niệm Phật đi mà không được á là biết ngày giờ chết, người đó cũng được giảng sanh về mình cực lạc luôn, chứ không phải là tới cái người mà Phật rước mới được giảng sanh. Nó có nhiều trường hợp lắm, trường hợp nhiều khi trường hợp đặc biệt mà để người ta ông đó ông hung dữ quá, bây giờ ông này ông tu rồi là tinh tấn tu hành đi mãn kiếp thì động lòng Phật, Phật mới cho Bồ Tát xin chúng qua nước. Còn mình tu ngon lành
mình bình thường tu ngon lành, không làm gì ác thì tới ngày mãn kiếp mình á thì cũng được về bên Tây Phương Cực Lạc nữa. Chứ khỏi rằng tới là cái gì là. Cái chuyện đó là cái chuyện đó là hy hữu lắm. Những người hung ác quá mới có cái triệu chứng đó để cho thế gian là thấy. Chứ người ta không tin. Như ông ký giỏi đó, ông niệm Phật có 6 năm thôi mà ông 6 năm ông ở trong phòng niệm Phật thôi. Mà Đức Thầy hỏi bây giờ ông niệm Phật ông muốn về Cực Lạc hay ông muốn dự hội luôn qua. Ông gọi nói dạ bạch thầy, con muốn niệm Phật, con muốn về Cực Lạc. Thì ông niệm 6 năm niệm Phật rồi. Thì bữa đó đó, ông mới nói với vợ con là Phật cho ông hay là 1 năm nữa. Ông biết trước 1 năm. 1 năm nữa ông sẽ giảng sanh về Cực Lạc. Đức Phật Di Đà báo mộng cho biết. Đó. Còn Đức Thầy hỏi bà ký giỏi. Bà ký với bà ký. Bà tu. Nhưng bà muốn là về cảnh giới Cực Lạc của Phật A Di Đà hay là bà muốn dự hội Liên Hoa? Thì bà ký giỏi nói bạch thầy, con muốn tu này, con muốn tu hành sau này thì con sẽ nhờ thầy cho con được dự hội Liên Hoa. Thì bà ký giỏi chết không có triệu chứng, nhưng mà bà này sau này cũng được dự hội Liên Hoa. Vì bà này cũng tu hành chính chắn lắm. Đó, bà cũng biết trước ngày giờ. Thành ra cái chữ tu là do đó cái sự phát nguyện của mình muốn về đâu. Thì khi mình chết đó là mình mà mình tinh tấn phát là tu về Cực Lạc, thì lúc mình chết mình về Cực Lạc. Mà nếu mình tu mình phát nguyện về dự hội Liên Hoa thì mình như dự hội Liên Hoa, chứ không có đi sai được, do nên cái bổn nguyện của mình. Bây giờ xin nói xuyên qua về cái ông sư giải chút. Đây là cái đầu kinh Vĩnh Tế, con sông Châu Đốc. Là bắt đầu sông Đốc là khai chạy dài xuống dưới đó, đó là kinh Vĩnh Tế, chạy dài xuống chỗ ra biển luôn. Đó là kinh Vĩnh Tế. Mà ngài chèo ghe bán khoai, ngài cũng thường nói cảm thương ông lão bán khoai. Trên kinh Vĩnh Tế ai cũng lầm, mặt cân tôi chẳng biết cầm, quê mùa dốt nát âm thầm biết chi. Đó là ông rau khoai củ bán dài trên kinh dưới dài xuống, mà ông có lần ông đi trên miên luôn. Đó, khi dân dứt bán khoai rồi thì ngài dân cái lệnh của Ngọc Hoàng, ngài thầy mới nói đó, ở cao miên gì mến Tần Hoàng đó, trở về Nam đặng có sửa sang cho thiện tính rõ là ràng chân lý. Đó là cũng ngày lúc là ngày trên miên, lên trên miên đó là dạ vô miên vậy đó, đất lên miên vậy đó, rồi ngày vắng bóng luôn đó, rồi sau này mới tới Đức Quỳnh Giáo Chủ đó. Là cái kinh Vĩnh Tế này đó là hồi đó, đó là ông Thoại Con Hậu Đào đó đào trổ sông xuống dưới luôn. Thành ra đó cái kinh này đó nó chạy thẳng vô trong tới nhà bàn, vô tới Tịnh Biên luôn, chỗ dưới biển luôn, chỗ dưới xuống biển, xuống Hà Tiên dưới đó. Thật ra cái chỗ này đó cũng thông về cái chỗ sông máu, cái chỗ núi xương chứ, núi xương là Đức Thầy có ông thánh ông có nói một đoạn qua liền năm nước Trật Đàn, qua lộ văn giáo máu tràn như sông. Là cái này là vô nhà bàn, trong nhà bàn luôn, tới Trình Biên luôn, tới Trình Biên là chạy thẳng xuống chỗ ra biển luôn. Kinh này nè đó, mà kinh này giáp danh với là cái nhà bàn đó là Lâm Hoa hội tại nhà bà, thảm thương những kẻ bảo tàng còn chi. Những người thấy người ta chạy ùn ùn vô để dự hội, nhưng mà cái người hung ác cũng chạy vô dự hội mà vô đâu có được. Tới gì đó là chư thần chặn hết trơn ha. Rồi kẹt ở ngoài này rồi hùm tha xéo bắt ăn thịt. Đâu có còn, không tu thì đâu có cho dự hội được. Thì bởi vậy sau này Phật Thầy An nói sau nhà bàn thiên hạ đến đông, đến chừng đó mới biết ai còn hay mất. Thấy không? Cảnh rùng rợn á, tôi kể Đức Phật Thầy An nói như vậy đó. Thật ra mình cũng dắt theo lời thầy thôi, chứ ngoài ra không dám tịch nói một lời nói nào hết, y nguyên nhân của Phật thôi. Thành ra cái chuyện này á, tại chỗ nhà bàn á, chỗ đó á, nửa sau này đó, núi xương đó, là miên nó qua tới đó rồi, Việt Nam mình á, hai bên dàn chặn nhau quánh chỗ đó, một cái là kêu bằng thay chất thành núi đó. Ông trời lở đất luôn ha. Mà ông Thánh nói qua liền năm nát nước Trật Đàn, qua lộ văn giáo máu tràn như sông, mới đổi nhật đổi nguyệt đổi phong, đổi năm đổi tháng đổi trong ngày giờ, đổi cha lại đổi nhà thờ, đổi cồn đổi bãi, đổi cờ Nam Bang, rồi mới trời xây Âu Á bốn phương,
nước tràn bờ cõi khó ăn thời kỳ, kiển lưng bờ bực biên thì ngửa nghiêng trời đất mới lập kỳ thượng quan. Tại sao nước dừng đó rồi á, tại sao hồng gia xứ Bắc là ông nói nè, bộ đạo ông nói nè, mắt nhìn thấy tứ duy hổ báo, tai nghe rền tiếng cày cáo mài nanh, mãng xà núp ẩn rừng xanh, lội bơi uống khúc hoành hành gớm ghê. Nói tới đây mà tôi muốn giật ốc đó bà con ơi. nó ở ẩn rừng xanh là không biết là trăm năm nào nói, bây giờ nó bự dữ lắm, khổng lồ lắm. Kẻ ác đức hồn mê bất tỉnh, người tu hành chậm rãi bước qua, nhờ ơn những bậc tiền kỳ, thương người tu niệm hộ trì bình an đó. Dưới sông thời lỡn ngỡn xấu to đó, bây giờ mình bị cái chiến tranh nguy hiểm rồi, bên nay thì mình chạy theo sợ miếng nó được, bây giờ kiếm xuồng ghe chèo qua đặng qua cồn đặng lánh thằng miên này, thì lúc này dưới sông á, cái thời kỳ của nó dậy lên rồi, thì dưới sông á, dưới sông là... thời lỡn ngỡn xấu to, dưới trên con hét con hò, lớp bay lớp chạy mà dài dò người hung nó, kẻ ác đức vô cùng sợ hãi, còn người tu hành thì chậm rãi bước qua, nhờ ơn những bậc thần kỳ, thương người trung hậu mới độ thì xì bình an đó. Thành ra cái tai nạn chỉ tới đâu là chỉ người hiền còn thôi, người hung thì từ từ chết hết. Bởi vậy ông có nói đó, chết là lần, không phải là chết cái một, không phải tới đời mà sụp đất hay là trời sập mà chết hết trơn thiên hạ thế gian này, không phải vậy. Tới đời là gì? Tới cái đời chiến tranh nè, giặc giả nè, sóng thần nè, sụp đất nè, bão lụt nè, hùm tha xấu quắc nè, tới vậy đó. Mà ông Ba Thế ông cũng nói câu nè, sàn với dần nhiều nỗi thon giòn, lọc lừa gạo cội như son đỏ đều, tức là bây giờ là sàn cái tớp là hung dữ là chết trước, tớp đầu hung ác thì chết trước. Nhưng mà mình thấy người ta có bây giờ có người bà con thắc mắc với tôi, trời ơi thằng đó nó hiền quá mà sao là nó bị dịch bệnh mới chết. Nó hiền kiếp này bao nhiêu kiếp trước bà con biết không? Thấy không? Kiếp này mình hiền nhưng mình làm hung dữ hồi nhiều kiếp trước, mà tích tụ bây giờ thì nghiệp quả mình nó bự hơn người ta, chứ đâu phải kể kiếp này thôi. Thành ra nghiệp quả của mình nhiều đời kiếp trước, thành ra mình thấy người ta hiền kiếp này nhưng mà không có tu, chứ phải hiền mà được tu á thì nó mới tránh tai nạn. Hiền khô à, ai nói gì nói, ai làm ai chữ cũng làm sinh, nhưng mà không có tu thì không có, tu thì không có sửa, không có sửa thì không có tránh cái tội, mà không sửa thì không có làm cái phước, không sửa thì không có làm cái công quả, thì không có được phước. Không có được phước thì đến chừng đó bốn phương có giặc thì mình phải bị cái giặc giả này chết, không bị giặc giả này chết qua cái cảnh bão lụt cũng chết, mà bão lụt không chết qua cảnh dịch bệnh cũng chết, nghe không? Mà giảng xưa cũng nói nè, việc đau bệnh trong nước ly bì bởi bá tánh vậy thì không tu. Các kỳ rồi á, cái nước Việt Nam mình á, nó nhẹ hơn thế giới ngoài dữ lắm, dịch bệnh nhưng mà nó nhẹ dữ lắm, còn thế giới người ta chết ở ngoài không bằng một ngày một thôi, ở bển là chết mấy gần 100.000 ca, 70-80.000 ca. Cách đây một tháng, hôm rồi tôi không coi mạng, cách đây một tháng là bên thằng Pháp nè, bên Anh nè, nó bị cái chủng mà Omicron đó, Omicron qua bển đó, là nó chết ngày là 80-90.000 người, 100.000 người chết đó. Là cái chủng Omicron đó, thằng Pháp với thằng Anh đó, hai nước đó nó hồi một cách đây một tháng tôi có coi mạng rồi tôi nghe nó nói, nhưng mà hôm rồi tôi không có coi nữa. Thành ra đó bển đó, mình đây mình khỏi chứ bển còn mang nặng nề lắm, bên Âu Châu á còn nặng nề lắm, là chết đó là bển nó kêu là không muốn dở trận luôn rồi. Nó là cái chủng Omicron chứ không phải Covid-19, mình đây là nhẹ lắm rồi đó. Mình vậy là Việt Nam mình có phước lắm, nhờ đất nước Việt Nam này là cõi trung ương, sao sẽ có Phật tiên tại thế. Thành ra dân chúng bây giờ á, hồi dịch bệnh tới giờ dân chúng cũng đi chùa đi núi cũng tu hành cũng phát nguyện dữ lắm. Tôi mong cho bà con đi chùa đi núi cho nhiều, nhưng mà về nhà phải tu nghe, phải lành, làm hiền lành nghe, phải sửa tâm tánh nghe đó. Chứ tu mà không sửa thì tu cũng không kết quả. Thôi vậy vì thời cờ giờ có hạn nên hôm nay chia sẻ bà con được bao nhiêu, trước khi dứt lời tôi xin thành tâm cầu chúc cho bà con được
đó là dồi dào sức khỏe, tâm được bình, trí được tịnh, được tinh tấn tu hành để đến ngày dự hội Long Hoa gặp thầy gặp tổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.